Sinh con thứ hai khi đã gần 40 tuổi, chị Dương Ngọc Diệp cảm thấy sức khỏe kém và sức đề kháng cũng giảm dần. Theo chị, độ tuổi từ 22 đến 30 là khoảng thời gian mang thai lý tưởng nhất cho phụ nữ. Với cái độ tuổi thực sự là nay là cũng là cao rồi ấy, thì mình thấy là nó cũng có rất nhiều thay đổi. Thứ nhất là về xương này, về mình thiếu thấy trầm trọng luôn ấy, về hông, về chân các thứ nên mình cần phải bồi bổ về canxi rồi các vitamin tổng hợp ấy. Khi mà đến độ tuổi 30 thì tôi nghĩ là độ tuổi này là khá là cao để tính đến cái việc sinh con. Lúc đấy thì là mình kinh tế có, thế nhưng mà cái sức khỏe có thể nó sẽ không được đảm bảo để đảm bảo cho việc con cái của mình phát triển được tốt. Và cái thứ hai nữa là sau này còn đến quá trình nuôi con, thì là khi bố mẹ đã ở một độ tuổi cao mà con cái vẫn còn nhỏ, thì cái việc mà mình có thể cập nhật được với cái tốc độ phát triển của giáo dục cũng như là của thị trường để mà cho con cái mình được một cái môi trường, những cái điều kiện và cái đào tạo tốt nhất thì là sẽ không hợp lý bằng cái việc mà kết hôn và sinh con trước tuổi 30. Theo các chuyên gia, độ tuổi tốt nhất cho người phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ là từ 25 đến 30 tuổi, vì đây là giai đoạn phát triển về tâm sinh lý. Bên cạnh đó, sau 30 tuổi, giới trẻ thường có xu hướng ngại kết hôn. Mục tiêu khuyến khích mỗi gia đình sinh đủ hai con, nuôi con khỏe mạnh nhằm đảm bảo nguồn lao động, nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế đất nước thời gian tới. Trước 35 tuổi và đặc biệt là trước 30 tuổi thì khi mà cơ thể của người phụ nữ cũng kể cả nam giới luôn là họ sẽ phát triển đầy đủ kể cả về thể chất và tinh thần, thì cái lúc đấy là cái thời điểm rất tốt để chuẩn bị mà đón nhận em bé. Thế còn sau 30 tuổi hoặc là ngoài 35 tuổi thì việc mang thai đã khó khăn rồi, và cái việc khi mà có thai nó cũng sẽ có nhiều nguy cơ, ví dụ như sảy thai hoặc thai lưu. Ở trong cái giai đoạn mà trước 30 tuổi thì đồng thời ở những cái vùng mà có mức sinh hiện nay đang xuống thấp, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi mà sinh ở tuổi dưới, kết hôn tuổi dưới 30 thì có thể sinh con đầu ở cái tuổi mà 30 và có thể sinh tiếp một đứa con nữa ở cái tuổi mà dưới 35 tuổi. Thì như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo về vấn đề điều chỉnh được mức sinh, tức là chúng ta khuyến khích những người phụ nữ ở những vùng mức sinh thấp sinh đủ hai con để chúng ta có thể duy trì được cái mức sinh thay thế trên toàn quốc. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể đảm bảo được là sinh ra những người phụ nữ đó sinh ra những cái đứa con khỏe mạnh. Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, kết hôn và có con sớm sẽ đảm bảo được các vấn đề về an sinh xã hội, đặc biệt là đảm bảo nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững trong tương lai. Ngay khi biết thông tin chính phủ khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và sinh con thứ hai trước 35 tuổi, có thể được hỗ trợ mua nhà ở xã hội, thuê nhà, ưu tiên vào trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em. Gia đình anh Phạm Hải Tiến cảm thấy rất hào hứng, bởi với anh chị, kết hôn trước 30 tuổi có nhiều lợi ích khi đảm bảo sức khỏe hôn nhân, đặc biệt thuận lợi cho phụ nữ khi sinh. Thông tin này khi được xem trên TV thông tin này, thì gia đình mình đúng trong cái điều kiện như thế. À, sinh con bé thứ hai thì khi vợ mình 30 tuổi thì cũng rất quan tâm đến việc là được mua nhà ở xã hội với cái điều kiện ưu tiên hơn. Thì thực ra thì cái này chưa có một hướng dẫn rõ ràng, nhưng mà như thế cũng cảm thấy rất là vui và chính phủ đã lo cho người dân tốt. Tôi thấy nghị quyết của chính phủ là một nghị quyết tốt. Tôi thấy đây là một nghị quyết mà dành cho những người khuyến khích những người trước 30 tuổi là trong cái độ tuổi mà kết hôn rất là phù hợp. Hiện tại tôi mới 16 tuổi và tôi cũng chưa suy nghĩ nhiều đến việc kết hôn hay sinh con. Tuy nhiên thì tôi nhận thấy đây là một chủ trương khá là hợp lý từ phía chính phủ. Quan điểm của tôi trong việc kết hôn trước 30 tuổi thì tôi cũng không nghĩ đến. Vì là tôi vẫn đang suy nghĩ đến cái tương lai của mình là sẽ xây dựng sự nghiệp. Cho khi là mình kiếm được một số tiền vốn có để giúp ích cho gia đình mình đã, xong rồi tôi sẽ nghĩ đến cái chuyện kết hôn trước 30 tuổi sau. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số Việt Nam là 96,2 triệu người. Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 10 triệu người. Tỷ lệ tăng giảm nhẹ so với giai đoạn trước. Một trong những thách thức của công tác dân số hiện nay là ở một số vùng đô thị, kinh tế xã hội phát triển, mức sinh xuống thấp xa so với mức sinh thay thế. Thấp nhất là Đồng Tháp, bình quân mỗi phụ nữ sinh 1,34 con, kế đó là Thành phố Hồ Chí Minh 1,36 con
Bà Rịa Vũng Tàu 1,37 con, Hậu Giang 1,53 con. Một số vùng chưa đạt mức sinh thay thế là Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng.